Em xin chào các bác nhá. Mời anh em mình ngắm hoa buổi trưa này các bác này. Nhà em thì có mấy bông hoa đang nở rất đẹp buổi trưa. Đây. Buổi tối quay nó không được đẹp các anh chị ạ. Có mấy bông hoa khá đẹp nhá các bác nhá. Bông cát vàng, lưỡi bệt rất đẹp như thế này, mũi trắng. Đây, đặc biệt giai đoạn vừa qua thì có nhiều anh em đã sưu tầm dòng kiều mỡ gà nhà em. Thì hôm nay trong vườn có một bông kiều mới nở này các bác này. Kiều lưỡi đẹp không các anh chị? Ngày mai nó sẽ tím, nó sẽ vàng, sẽ rất đậm nhá các bác nhá. Rất đậm. Đó. Cái dòng này thì hoa nó dày. Và đây này các anh chị nhìn những cái nụ này. Khá dày nhá các bác nhá. Cực đẹp luôn. Đó, ngày mai lại tiếp tục có một bông này mới nở này. Đó. Nhưng mà buổi trưa ngày hôm nay thì em giới thiệu với các anh chị về dòng dạc Xuân Di Linh các bác nhé. Dòng dạc Xuân Di Linh đó là một cái dòng rất nổi tiếng ở cái vùng em. Thì trước tiên thì em cũng giới thiệu các bác bởi vì nó khá nổi tiếng về dòng giả hạc. Giả hạc thì có nhiều điều mình khó giải thích lắm các anh chị ạ. Trước tiên thì em xin giới thiệu sơ qua về cái đặc điểm chung của nó. Riêng dòng dạc Xuân Di Linh, kể cả trắng và tím, thì đều ra hoa khoảng tầm trước Tết các bác nhé. Thường thường từ tháng 12 âm lịch mà tới Tết. Thì từ xưa nay thì anh em vẫn gọi là dạc Xuân. Nhiều bác là chơi, có thể là chơi trước Tết luôn. Nhưng mà gọi cái tên gọi như thế thôi. Thì em, và tại sao mà nó lại như thế thì cũng không ai giải thích được các bác nhé. Không ai giải thích được. Đây. Em mời các bác nhìn vào cái bản đồ ở Di Linh chỗ tụi em này. Đây là các xã nhé các bác nhé. Cái xã trước tiên mình phải nói tới là cái xã Tam Bố này. Xã Tam Bố thì nó có một cái dòng giả hạc rất nổi tiếng. Đó là giạc trắng này các anh chị này. Đây các anh chị nhìn này. Giạc trắng. Đó. Đây. Giạc trắng thì các anh chị chắc cũng đã nghe rất nhiều. Gọi là trắng Di Linh đấy các anh chị ạ. Nó chỉ khu vực Tam Bố thì nó mới có cái dòng này thôi các bác nhé. Chỉ có khu vực Tam Bố thì nó mới có cái dòng cái loại giạc trắng này. Bên cạnh đó thì nó cũng có những cái cây tím nù Tam Bố đấy các anh chị ạ. Thân nó nù. Thân nó nù mà nó ra hoa cũng cùng cái đợt với lại giạc trắng, thân nù và tím. Rất đẹp. Rồi, anh chị nhìn vào cái bản đồ tí này. Xã Tam Bố đây các bác nhá. Rồi nó có một số những cái nơi khá nổi tiếng nữa về cái dòng giả hạc. Đó, Nù Ta Ly thì nó thuộc xã Bảo Thuận này các anh chị này. Đó, lúc nữa em sẽ mời các bác ngắm Nù Ta Ly. Rồi nó có cả Nù Ta Sơn Điền nữa các bác. Nù Sơn Điền nhá. Đó, nó có một số những cái tiểu vùng ở huyện Di Linh. Nhưng mà nếu mà nói khoảng cách thì các anh chị nhìn vào đây các bác thấy. Đây là Tam Bố thì nó giáp ở trên Đức Trọng các bác. Ở huyện Đức Trọng các anh chị. Đó, và cái khu vực này này. Khu vực xanh xanh chỗ tay em này thì đó là cái dòng mà gọi là ma bó đấy các anh chị ạ. Ma bó tính ra đường chim bay thì nó cách khoảng tầm mấy cây số thôi, nhưng mà riêng dòng phi điệp giả hạc mọc ở cái vùng này thì nó lại nở hoa vào, riêng dòng giả hạc mà nó nở ở vùng này, vùng ma bó thì nó nở hoa hè các bác nhé. Còn ở địa phận của Di Linh thì nó nở hoa xuân đấy. Nhưng mà xã Sơn Điền đấy các anh chị nhìn, cái khoảng cách nếu mà nhìn trên cái bản đồ như thế này thì xã Sơn Điền với Tam Bố quá xa luôn. Nhưng đặc điểm nó cũng nở hoa Tết. Cho nên không có ai giải thích được. Cho dù ở đây nó gần Ma Bó nhưng mà Ma Bó vẫn nở hoa hè. Còn Sơn Điền xa, Sơn Điền nó giáp mấy Bình Thuận đấy các anh chị ạ. Đó, mà nó nở hoa xuân. Và đặc trưng nó là nó cánh nó cong vút các anh chị ạ. Cánh cong vút. Trước tiên các bác ngắm cái dòng Tam Bố. Tam Bố nãy em vừa nói thì nó có cái giạc trắng. Giạc trắng này. Đấy. Nở hoa Tết rất đẹp. Cái bông này rất đẹp. Còn nù Tam Bố thì anh chị cũng vừa xem. Để em mời các bác so sánh. Rồi tiếp theo đó một loại giả hạc nữa. Đó nù Ta Ly các bác nhá. Nù Ta Ly. Đây các anh chị nhìn này. Nó khác nhau hoàn toàn này. Thân nó khác nhau hoàn toàn. Cái lá này nó dài hơn và thân nó tím đậm hơn. Chơi thân thủ thì nó đẹp. Đó. Và cái dòng này Nù Ta Ly á thì nó nở hoa vẫn muộn hơn Tam Bố một tí các anh chị nhá. Cái này không hề kích. Đó, nó nở muộn hơn. Tam Bố thì các anh chị thấy là bây giờ nụ nó nhú to rồi, nhưng mà Nù Ta Ly bây giờ bắt đầu nhú này. Thậm chí những cây này bắt đầu nứt này.
nó cũng 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 ra trễ hơn, nhưng nó cũng đều vào cái dịp cuối tháng 12 và trường và Tết âm lịch các bác nhé. Đó, Nutali đây. Đây. Đó. Rồi còn thêm một cái nữa. Một cái nữa. Đó là cái thác khói này các anh chị này. Đó, phân biệt thì thác khói là thân nó gầy hơn, nhưng nó cũng nở hoa vào mùa mùa xuân, và đặc biệt là cánh cái bông nào cũng cong vút các bác nhé. Đó. Tất cả ở trước mặt đây, trước mặt các anh chị thì em có những cái giò đang có nụ nụ như thế này, chuẩn cho anh em mình chơi Tết các bác nhé. Chuẩn cho anh em mình chơi Tết. Đó. Và tất cả là hàng ki hết chứ không phải là hàng gieo hạt. Hàng ki hết đây là các anh chị nhìn này. Đấy, hàng ki nhá. Em thì còn rất nhiều những cái chậu đẹp để cho các bác sưu tầm. Đó. Đặc biệt là chọn những cây đang có nụ chuẩn để các bác chơi Tết. Thì bác nào có nhu cầu thì cứ gọi điện cho em, gọi điện cho em, kể cả trắng nhé các bác nhé. Trắng bây giờ cũng đang có nụ rồi. Đó, trắng nụ như thế này thì chuẩn Tết này. Đấy. Có những cái giò trắng rất đẹp. Rồi giả hạt tím thì khá nhiều các bác nhé. Khá nhiều. Em bán giá cũng rẻ thôi. Bây giờ giá nó cũng cũng rẻ thôi. Đó. Các bác có nhu cầu thì các bác cứ gọi điện cho em. Gọi điện cho em để các bác chốt hàng. Bởi vì cái số lượng ở đây nó khá nhiều. Em cũng không lên từng đơn đơn một đâu. Thì giá tiền nó cũng xê dịch khoảng tầm 500 đến 800 ngàn một chậu đẹp các bác nhé. 500-800 nghìn một chậu đẹp. Thì bác nào có nhu cầu cái tiểu vùng nào thì bác cứ nói em, để em chọn cho. Đấy, cả vườn đây này. Cả vườn thì bây giờ mới có, trong cái đợt này nở hoa thì được bằng này chậu này các bác này. Bằng này chậu. Đấy, đây, nụ đây. Cái khuôn bông, cái mặt bông của nó thì không lẫn với lại vùng biển khác được các anh chị ạ. Nó đẹp, nó có cái đặc trưng riêng của nó. Đấy, nụ đây. Ki này, ki vẫn còn. Các bác nhìn những ki đẹp không? Đó. Đây là một dòng giả hạc đáng để anh em mình chơi. Bởi vì khuôn bông nó đẹp. Và nó có cái đặc trưng, nếu mà anh em mình mà ở ngoài Bắc thì có thể nó sẽ là cái dòng giả hạc mà nở sớm nhất đấy các anh chị ạ. Nở sớm nhất. Anh chị nào chưa đăng ký kênh cho em xin một nút đăng ký các bác nhé. Rồi tối nay 7:30 em sẽ bán cái dòng này để cho anh em mình sưu tầm. Em cảm ơn các bác rất nhiều.